chào các khách hàng yêu quý của DK Eyebrows and Beauty. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và trước màn hình ở từ máy quay là một hình ảnh rất là quen thuộc thôi. Chúng tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật laser tại DK ở địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và chị khách hàng ngày hôm nay thì sẽ sử dụng dịch vụ là laser mày và laser mí. Thì trước khi mà chúng ta tiến hành laser, tôi xin mời chuyên gia phân tích tình trạng lông mày và mí của khách hàng ạ. Cái tình trạng mực của chị thì chị làm lâu rồi và nó có dấu hiệu là bị trổ đỏ này. Đó. Và loang mực lên trên bầu mí rất là nhiều. Dáng mày của chị thì ngang. Đó. Nên là chị đúng rồi. Nên là chị muốn hút đi để chị làm lại. Và chị có thể cho chúng tôi được biết là tại sao cái mực mình nó lại bị loang lên tận trên bầu mí như thế? Tại vì là cái này ấy, nó liên quan đến cái kỹ thuật, một phần là kỹ thuật của cái người chuyên gia đi sau tay và vâng, nó đi vào các cái tia máu này thì cái mực nó sẽ bị loang ra. Vậy bây giờ xin mời chuyên gia tiến hành laser cho khách hàng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ laser lông mày trước mọi người nhé. Với công nghệ laser Picomax là công nghệ hiện đại nhất trên thế giới hiện nay rồi thì sẽ không có cái tình trạng là đau rát, bong chóc, chảy máu hay là để lại sẹo sau khi làm. Và như mọi người cũng thấy thì lông mày của khách hàng vẫn còn nguyên, không hề có dấu hiệu cháy hay trụi hay là bị rụng lông mày. Đó, rất nhanh thôi, chỉ mới 30 giây thôi chúng ta đã thực hiện xong một bên lông mày rồi. Và khi tia laser tác động lên bề mặt da thì sẽ chỉ hút mực thôi chứ không hề xâm lấn hay làm tổn thương da, và hoàn toàn là xóa đi những cái nỗi sợ của chị em khi mà đi laser những cái công nghệ cũ đó. Những cái công nghệ đó thì nó sẽ làm tổn thương da và tắt cả bóc cả lớp da lẫn lớp mực đi, nhưng mà với công nghệ laser Picomax thì chỉ tác động vào mực thôi, lớp mực thôi, và sau đó phá vỡ cái kết cấu hạt mực và sau đó mực sẽ đào thải ra ngoài cơ thể theo hệ bài tiết mọi người nhé. Bây giờ thì chuyên gia của chúng ta đang tiến hành laser vùng mí mắt. Vùng mí mắt nó là một cái vùng rất là nhạy cảm, cho nên là những cái yêu cầu về tay nghề của chuyên gia và về công nghệ cũng rất là phải là tuyệt đối. Mọi người thấy là mực nhà cô đến 80% rồi. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái lớp mực ở trên bề mặt thôi ạ. Và sau khi về nhà thì mọi người không hề phải kiêng khen, vẫn sinh hoạt như bình thường. Và lớp mực này sẽ còn tiếp tục đẩy lên và chúng tôi sẽ tiếp tục lại xử lý cái lớp mực đó. Với vùng da mí mắt là vùng da nhạy cảm hơn thì sẽ mất từ 14 ngày để nghỉ dưỡng và sau đó lại tiếp tục làm. Hơn hẳn là những cái công nghệ cũ thì phải cần nghỉ dưỡng rất là lâu, đến tận 1 tháng. Và chị khách hàng ơi, không biết là chị cảm thấy thế nào trong quá trình laser không? Có đau như là mình tưởng tượng không ạ? Không em ạ. Dạ vâng, tại vì da mí thì nhạy cảm hơn nên chị chịu khó. Xong rồi chị ạ. Và hiện tại thì dịch vụ laser mày môi mí của tại DK đang được giảm giá 30%. Thế nên là ai đang có một cái tình trạng là lông mày chưa ưng ý, bị trổ xanh, trổ đỏ, hoặc là đó, vùng mí của mình bị loang, thì hãy nhanh tay gửi tình trạng qua fanpage của DK để được đội ngũ tư vấn cũng như chuyên gia giải đáp và giới thiệu cho mọi người những chương trình khuyến mãi hiện đang áp dụng. Em mời chị kiểm tra sau gương xem chị ạ. Mở mắt lại đi, nhiều lắm rồi chị ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.